Với những chiếc ghe ngò mini được làm tinh xảo, mô phỏng theo ghe ngò truyền thống, các bạn trẻ ở các vùng sóc đã có riêng cho mình một giải đấu sôi động trong những ngày mừng năm mới, trên thơ năm thơ mây. Giải đua thường được tổ chức nhân dịp các ngày lễ lớn của đồng bào Khmer trong năm, như trên thơ năm thơ mây, Sen Don Ta, trước và sau lễ Ok Om Bok. Đây là dịp để các bạn trẻ giao lưu, thỏa niềm đam mê với bộ môn thể thao truyền thống của dân tộc. Trước đây, ghe ngò mini thường được làm từ những loại cây có đặc tính nhẹ, dễ nổi trên mặt nước. Giờ đây, các bạn nhỏ đã kỳ công hơn, dùng gỗ đục đẽo phần lõi để tạo thành thân ghe. Sau đó trang trí tỉ mỉ, hoa văn, màu sắc để ghe ngò mini càng giống ghe ngò thật. Nó cũng gần như là khoảng 80% cái ghe ngò thật của mình. Khoan ở đây để giữ cái dây thun một đầu. Thì một đầu ở đây mình sẽ cột với cái bánh lái ở đây. Ở đây nó mình sử dụng cái bánh xe để mình quay ngược phía sau. Còn cái bánh lái này là nó để giữ cho ghe mình đi thẳng. Ghe mình đi thẳng hay không là quan trọng ở khúc cái bánh lái này. Bánh lái này mà rất là quan trọng ở khúc cái phần này. Mình phải làm cái bánh lái nó thẳng và nó sẽ giữ ghe mình đi bơi thẳng. Nguyên lý hoạt động của ghe ngò mini khá đơn giản, chỉ với vài sợi dây thun. Một đầu dây thun được cố định ở mũi ghe, đầu còn lại được kết nối với một trục quay đặt ở gần cuối thân ghe. Trục quay được gắn hai mái dầm ở hai bên thân ghe, với sức kéo của dây thun sẽ khiến dầm chuyển động, giúp ghe di chuyển về phía trước. Giải đua ghe ngò mini rất đặc biệt vì không có vận động viên bơi mà mỗi ghe chỉ có chủ ghe tham gia thi đấu. Độ dài của đường đua do ban tổ chức quy định, thường từ 15m đến 20m. Số lượng tham gia năm nay cũng hơi nhiều hơn năm rồi, là cả 20-30 chiếc á. Toàn em chơi Tết bỏ chuyện cho nó hào hứng đây, cho nó có không khí cái bộ môn đua ghe ngò mini này cho nó đậm sắc dân tộc xíu. Tại bộ môn này nhiều lúc anh em là đam mê á, là người lớn không kể người lớn trẻ nhỏ gì đó. Dạ, người già lúc người ta đam mê thì gắng làm chiếc ghe để mà mình tạo sân chơi cho mình. Đua ghe ngò, một môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Giải đấu thường được nhiều người biết đến diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch hàng năm, nhân dịp lễ hội Ok Om Bok, thu hút đông đảo người dân và du khách.